Xin chào các bạn, chúng ta lại đang cùng đến với bản tin S News trên S Channel. Tuần này là tuần 2 của tháng 8. Rất nhiều những nội dung hấp dẫn cũng sẽ vẫn đến trong tuần này. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với một chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc, một điện thoại tầm trung đến từ Meizu, mà tuần vừa rồi thì S Channel đã có một bài phân tích những thông tin tổng hợp trước khi mà chiếc điện thoại này ra mắt. Đó là Meizu M3e. Và đây là một điện thoại tầm trung nhưng có một đặc điểm rất hấp dẫn, đó là nó lại được sở hữu khả năng điều khiển ô tô từ xa, chính là chiếc ô tô thông minh mà Alibaba đã vừa ra mắt cách đây ít lâu. Chiếc Meizu M3e này thì có một thứ đặc biệt để so với các máy tầm trung của Trung Quốc nhàn nhản trong mấy tháng qua, đó là chuyển từ sử dụng hệ điều hành Flyme OS sang sử dụng hệ điều hành Yun OS của Alibaba. Dù chỉ là hai bản hệ điều hành tùy biến từ Android, nhưng mà mỗi cái đều sở hữu những thứ đắt giá riêng có, và trong đó thì Yun OS mang đến cho M3e khả năng điều khiển ô tô từ xa. Chúng ta chắc hẳn là vẫn còn nhớ chiếc ô tô Rongway RX5, mẫu xe thông minh được hãng xe hơi lớn nhất Trung Quốc là SAIC kết hợp cùng với tập đoàn thương mại điện tử Alibaba sản xuất. Với một chiếc M3e đi kèm thì người dùng có thể mở hoặc là khóa cửa xe, làm ấm ghế ngồi, đọc bản đồ chỉ đường và nhận các báo cáo theo thời gian thực về lượng xăng tiêu thụ hay là còn lại bao nhiêu xăng ở trong xe. Còn lại với mức giá khá rẻ chỉ khoảng 1.299 nhân dân tệ, tức là khoảng 4,34 triệu đồng Việt Nam, thì máy có cùng một kiểu dáng, cùng một chứng minh công nghệ và cùng một khoảng giá với các máy Trung Quốc khác, tức là có vỏ nhôm với nhiều tùy chọn màu sắc và mặt kính bóng bẩy ở phía trước, có cảm biến vân tay, cách bố cục hình thức thì cũng na ná iPhone và HTC. Cũng như các máy cùng giá, do phải cắt giảm chi phí nên là nó không cần phải quá chú trọng vào chi tiết. Cụ thể như là ở M3e, cạnh viền được mài quá là sắc cạnh nên là cầm tay sẽ hơi cấn một chút. Các trang bị khác cho máy cũng đạt tiêu chuẩn của Trung Quốc, như là màn hình IPS kích thước 5,5 inch với độ phân giải là Full HD, cho chất lượng hiển thị tốt với màu sắc tái tạo còn chính xác hơn cả màn hình OLED đến từ chiếc Redmi Pro của Xiaomi. Về cấu hình, Meizu M3e có một điểm cộng nữa so với các máy cùng giá khi mà nó hỗ trợ sạc nhanh. Còn lại thì tiếp tục là chuẩn Trung Quốc với bộ xử lý Helio P10, RAM 3GB và bộ nhớ trong có sẵn là 32GB. Đối với camera, chất lượng ảnh thì như bạn đang thấy trên màn hình là rất đáng hài lòng. Nó sử dụng cảm biến Sony IMX258, hỗ trợ lấy nét theo pha cùng với đèn flash 2 tông màu. Ảnh cho ra thì có chất lượng màu sắc rất là tốt và chi tiết, kể cả chụp trong nhà thì màu sắc vẫn rất là tách bạch. Ảnh tự sướng, hoàn toàn không hề tệ. Có lẽ chừng ấy là đủ để mà chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi cho đặt mua trực tuyến thì đã có đến 3 triệu lượt đặt mua mẫu máy này trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Lại nói về chuyện những cơn sốt khi đặt hàng, Samsung chưa bao giờ được chứng kiến một lượng đặt hàng lớn đến như thế khi mà chiếc Galaxy Note 7 liên tục xô đổ các kỷ lục đặt hàng ở nhiều nước trên thế giới, và thậm chí là máy còn đang bắt đầu xuất hiện nguy cơ khan hàng. Chính vì thế mà Samsung đã bắt đầu phải tìm ra những biện pháp để hạn chế tình trạng này. Chỉ tính riêng tại Hàn Quốc, tính từ ngày đầu tiên cho đặt hàng là ngày 6 tháng 8 cho đến nay thì đã có hơn 300.000 chiếc Note 7 được đặt hàng thành công. Tức là thậm chí còn nhiều hơn cả con số cách đây vài ngày mà báo chí đưa tin là 200.000, và nó nhiều gấp hơn 2 lần so với đợt bán S7 và S7 Edge của Hàn Quốc, và cũng là con số cao nhất trong lịch sử bán điện thoại Galaxy ở nước này. Lượng đặt hàng tại Mỹ và châu Âu dự kiến cũng còn tiếp tục tăng lên rất là nhiều trong vài tuần tới. Thậm chí là hãng đã phải tìm cách hạn chế hoặc là lùi lịch bán xuống. Samsung Việt Nam vừa quyết định hủy bỏ chương trình xếp hàng mua Note 7 với giá ưu đãi trên toàn quốc để tránh khan hàng và hạn chế tình trạng mua rẻ rồi bán lại với giá cao của một số bộ phận người đến xếp hàng. Và cũng cho biết là lượng đặt mua Note 7 thì đã bằng 300% so với Note 5. Samsung Malaysia thông báo là chỉ những ai đặt mua trước máy mới nhận được máy đúng hẹn, còn lịch đưa máy lên các kệ hàng thật thì sẽ bị lùi sang tháng 9. Tại Hà Lan, tương tự khi mà lịch phát hành máy từ mùng 2 tháng 9 đã bị đẩy xuống thành mùng 9 tháng 9. Có lẽ là hãng đã không lường trước được nhu cầu cực kỳ lớn cho lần này khi mà đã chỉ sản xuất còn 5 triệu chiếc Note 7 cho đợt mở bán đầu tiên. Trong khi Samsung đang tận hưởng niềm vui thì LG lại ở một chiều ngược lại. Bên cạnh kết quả kinh doanh tương đối là bết bát thì hãng này thậm chí còn phải nhận những thông tin không mấy tích cực về phía mình, và trong đó thì có một tin đồn mà tuần vừa rồi đến từ Việt Nam, đó là có thể hãng này sẽ dừng việc kinh doanh điện thoại di động thông minh tại nước ta. Thông tin này ngay sau đó đã được phủ nhận và chúng ta thực sự có thể tạm hài lòng với những gì mà LG đã quyết định. Sáng ngày 9 tháng 8, báo điện tử VN Review dẫn một nguồn tin mà họ cho là đáng tin cậy cho biết là LG chuẩn bị dừng bán điện thoại thông minh ở Việt Nam. Ngay lập tức thông tin này gây sốt ở trên truyền thông, và ban đầu nó được cho là có cơ sở bởi vì hàng chính hãng của LG hiện tại đã không còn phân phối ở trên các kênh phân phối chính thức nữa. Ngay cả mẫu G5 dù được tổ chức sự kiện ra mắt khá là hoành tráng và cũng nhận được nhiều sự hứa hẹn đến từ LG Việt Nam, nhưng mà đến nay thì vẫn bắt vô âm tín trên thị trường chính hãng. Sau đó thì tổng giám đốc LG Vina, ông Kim Yong-rak thì đã trực tiếp phải phủ nhận tin đồn này. Theo ông thì LG đang trải qua quá trình tái cơ cấu trên toàn cầu trong một khoảng thời gian nên là sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm trong truyền thông. Trong thời gian tới, mảng viễn thông di động của LG trên toàn cầu sẽ là đơn vị trực tiếp phân phối sản phẩm di động của LG đến các đối tác chiến lược của Việt Nam, chứ không thông qua công ty điện tử LG Việt Nam như trước đây. LG Việt Nam sẽ chỉ còn vai trò là quản lý bán hàng, tiếp thị và thực hiện hậu mãi sau bán hàng.
Sau khi được phát hành chính thức tại Việt Nam cách đây vài ngày thì Pokemon Go đã ngay lập tức trở thành một hiện tượng cũng giống như ở rất nhiều nơi trên thế giới, và nó đã khiến cho hàng trăm bạn trẻ phải ra đường. Cũng từ đây mà rất nhiều nguy cơ và cảnh báo thì cũng đã được đưa ra, và thậm chí là còn có cả những chiêu trò của người chơi tại Việt Nam theo đúng kiểu của Việt Nam. Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là riêng một buổi sáng ngày 10 tháng 8 đã có 23 trường hợp người điều khiển xe máy dừng đỗ sai quy định đã bị lập biên bản. Hay là có một vi phạm nữa rất phổ biến, đó là người sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông hầu như là đều bắt nguồn từ chơi Pokemon. Nhiều người thấy đèn xanh thì vẫn dừng xe để chơi game. Các địa điểm công cộng nổi tiếng được nhà phát triển cố tình thiết kế để làm điểm tập kết một lượng rất lớn những Pokestop và các loại Pokemon như là bờ hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội, hay là nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố và công viên Tao Đản ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng có những chiêu thức theo kiểu Việt Nam để người chơi Pokemon Go gian lận. Trong đó thì một tiêu điểm trong tuần vừa rồi, đó là bên cạnh việc chia sẻ thủ thuật phần mềm, công cụ Google Map Maker giúp cộng đồng tham gia chỉnh sửa bản đồ cũng bị người chơi lợi dụng để bố trí các vị trí không có thật gần vị trí của họ nhằm cố tình thu hút Pokemon. Ví dụ như là công viên Nghĩa Đô tại Hà Nội suýt nữa thì đã bị di chuyển vị trí về ngay nhà một người chơi Pokemon Go. Hay như đây, trong một ví dụ khác, vị trí của Trường Đại học Luật Hà Nội đã được tạo thêm một địa điểm sai sự thật ở trên đường Phan Bội Châu. Google Map Maker có một đội ngũ thành viên kiểm duyệt nội dung và là một nguồn đầu vào dữ liệu cho Google Maps, nên là không phải thứ gì sai sự thật thì cũng sẽ được hiển thị ngay. Nhưng mà bởi vì các yêu cầu chỉnh sửa địa điểm thì được phê duyệt bằng tay, nên là việc thêm địa điểm không chính xác khiến quy trình này mất thời gian hơn và có thể để lọt ra những sai sót. Các lo ngại về bảo mật thì cũng là một yếu tố gần đây được quan tâm. Do game này quét liên tục vị trí và bật camera trên điện thoại liên tục trong quá trình chơi, nên là khả năng để lộ địa điểm quan trọng và bí mật là hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy cùng nghe một chia sẻ từ chuyên gia. Hiện nay thì không có gắn mã độc trực tiếp trên cái phần mềm đó. Tuy nhiên như cái phân tích vừa rồi thì cái dữ liệu khi mà được gửi từ những cái điện thoại của người sử dụng về cho máy chủ, thì nếu mà cái đơn vị phát hành phần mềm có cái ý đồ sử dụng với cái nội dung xấu thì sẽ ảnh hưởng đến cái tính riêng tư cũng như là cái tính bí mật của cái địa điểm mà có những người chơi mà gửi thông tin về. Rất nhiều địa điểm như là bảo tàng tưởng niệm tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ tại Campuchia thì đã cấm chơi Pokemon Go. Tại Thái Lan, Ủy ban Phát thanh, Truyền hình và Viễn thông của nước này vừa yêu cầu nhà phát triển Niantic hợp tác xóa bỏ các địa điểm nhạy cảm ra khỏi trò chơi nếu như mà không muốn nó bị cấm vĩnh viễn. Chưa hết thì Iran đã là nước đầu tiên trên thế giới cấm cửa hoàn toàn Pokemon Go trên toàn lãnh thổ do game này không đáp ứng được yêu cầu kiểm duyệt tại Iran. Tuy nhiên, trong khi rất nhiều người, đặc biệt là các chuyên gia an ninh thì đang tỏ ra lo ngại, thì có một nhóm người khác lại cực kỳ vui khi Pokemon Go nổi tiếng. Đó không phải là nhà phát triển Niantic hay là đơn vị phối hợp là Nintendo, mà đó là những nhà sản xuất của những cục pin dự phòng. Trong khoảng thời gian qua thì những chiếc pin dự phòng đã góp một thành công cực lớn vào Pokemon Go, và nó đã giúp cho doanh số của các nhà sản xuất pin dự phòng tăng lên một cách đột biến chỉ trong khoảng 2 tuần. Công ty nghiên cứu NPD Group vừa công bố báo cáo cho thấy là doanh số pin dự phòng toàn cầu đã tăng trưởng đến 101% chỉ trong 2 tuần kể từ khi mà Pokemon phát hành hôm 10 tháng 7, với 1,2 triệu sản phẩm đã được tiêu thụ chỉ trong 2 tuần này. Thị trường pin dự phòng trước khi Pokemon Go xuất hiện thì đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm, nhưng sau đó nó bất ngờ tăng vọt lên do game này ngốn pin vì nó sử dụng rất nhiều tính năng của điện thoại cùng một lúc như là vị trí, cảm biến chuyển động hay là camera. Mức độ ngốn pin quá khủng khiếp của Pokemon Go sẽ còn tiếp tục khiến cho các nhà sản xuất pin dự phòng bội thu, bởi vì những người mua pin dự phòng đều là những người sử dụng điện thoại thông minh, và trong đó thì phần lớn người mua là những người dùng iPhone và iPad. Do ở bản đầu tiên khi mà phát hành, Niantic đã vô hiệu hóa chế độ tiết kiệm pin trên iOS. Phiên bản cho Android thì có thể bật tiết kiệm pin, nhưng tất nhiên là nó cũng sẽ không có tác dụng gì lắm. Thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc bản tin S News tuần này. Hy vọng là các bạn đã có thể hài lòng khi mà tuần vừa qua chúng ta đã có vô số những sự kiện đáng để quan tâm, phải không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau.